Xin chào anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Thì hôm nay bên em vừa về một chiếc Toyota Cross phiên bản 1.8V nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Và may là một ngày nắng đẹp thì chấm dứt một chuỗi ngày ra Tết mà mưa gió lạnh lẽo. Thì hôm nay em lên video này thì giới thiệu cho anh chị một chiếc Toyota Cross là vua doanh số trong dòng xe Cross hiện tại. Kết thúc tháng 1 năm 2021 thì Cross về số xe bán ra là 1.715 xe, nằm trong top 10 xe chạy nhất cả nước. Thì trong trước mắt chúng ta đây là phiên bản 1.8V màu xám xanh 1K3. Thì cái màu này màu khá đặc biệt, cũng là màu mới của Toyota ấy. Thì trước thì chỉ có là xe Cross thì phải có cái màu này thôi. Còn ngoài ra sắp tới thì sẽ có thêm về được bản Altis 2022 cũng có màu này, màu 1K3. Thì màu này thì sẽ có khá nhiều cách gọi khác nhau. Người thì gọi là xám xanh, người thì gọi là xám đá, người thì gọi là màu xi măng. Thì bên em thì cái mã màu tên là 1K3. Thì, trong video này thì em sẽ xin phép là giới thiệu thêm một chút thông tin về dòng xe Cross. Cross thì được phân phối ở thị trường Việt Nam với 3 phiên bản là 1.8G với giá niêm yết là 730 triệu. Phiên bản 1.8V là phiên bản trước mắt chúng ta đây có giá niêm yết là 830 triệu, và phiên bản cao cấp nhất là phiên bản xăng điện là 920 triệu. Ra Tết thì sẽ được dự đoán là cái lúc mà thị trường xe sẽ khá là nhộn nhịp. Tuy nhiên là năm nay nếu mà chị có thêm bỏ ra một chút thông tin để tìm hiểu về cái thị trường xe ấy, thì tất cả các hãng không chỉ riêng Toyota thì đều bị thiếu nguyên vật liệu để sản xuất xe, và cụ thể đây là thiếu chip, nên là cái lượng xe về sẽ không được nhiều. Nếu anh chị nào có dự định là lấy xe sau khi ra Tết này thì anh chị và cụ thể là dòng xe Cross này có thể liên hệ giúp em qua số hotline trên màn hình. Em xin phép là sẽ cập nhật cho anh chị cái chính sách bán hàng cũng như là cái lịch xe tùy màu sắc, tùy bản. Và ngoài ra em sẽ xin phép tư vấn thêm về một số chính sách như là trả góp để anh chị nắm được. Trong khuôn khổ video nhanh này thì em xin phép là giới thiệu sơ bộ như vậy về thị trường xe, về anh chị ngắm qua một chút về màu xe cũng như là cái chính sách màu xe cũng như là cái thị trường xe hiện tại thì anh chị có thể cân đối được cái nhu cầu của mình. Em xin phép là hẹn anh chị lại ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.